Vâng, Kim Thanh xin được mến chào các thính giả của Giải trí 24 giờ tuần này. Như thường lệ thì chúng ta sẽ đề cập đến các bộ phim mới ra mắt tại các rạp, và bộ phim đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đó chính là bộ phim hồi hộp kinh dị Antebellum, và Kim Thanh cùng với Huỳnh Đắc Thọ sẽ đề cập chi tiết hơn về những bộ phim trong tuần này. Antebellum thuộc thể loại hồi hộp và kinh dị, được sản xuất bởi studio đã làm nên Get Out và Us. Nói về một nữ nhà văn và diễn giả nổi tiếng vô cùng thành công có tên là Veronica, do Janelle Monáe thủ vai. Cô bị một thế lực bí ẩn kéo về kỷ nguyên Antebellum, cái thời kỳ mà tiền nội chiến kinh hoàng của quá khứ, khi những người Mỹ gốc Phi giống như cô bị bắt làm nô lệ, và Veronica buộc phải tìm mọi cách để sống sót, chiến đấu và giành lại cuộc sống vốn có của mình. Thì nếu mà từ nhà sản xuất của Get Out và Us thì có thể là cái kinh dị của cái kiểu phim này nó không phải là cái kiểu kinh dị mà các khán giả Việt Nam hay tưởng tượng. Thật ra Get Out và Us thì ngoại trừ là cùng nhà sản xuất thì là còn cùng một đạo diễn nữa. Còn cái phim này thì không phải là của ông Jordan Peele đó, cho nên là em thấy cũng hên xui. Phim của Blumhouse thì cũng có những phim rất là dở. Em cũng tò mò phim này, em sẽ đi xem thử. Nhưng mà cái câu chuyện kể, cái kiểu cho mình thấy là nó không phải là cái kiểu mà kinh dị, không phải là ma mà là kiểu như bị ám ảnh và vẫn xoay quanh chủ đề về sự kỳ thị đối với người da đen. Vì yếu tố kinh dị, máu me, bạo lực nên bộ phim Antebellum hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi, và chúng ta sẽ tiếp tục với bộ phim Ác quỷ đối đầu của điện ảnh Hàn Quốc. Đây là một bộ phim thuộc thể loại hành động và tội phạm, do hai tài tử rất là giỏi và bảo chứng phòng vé ở Hàn, đó là Hwang Jung-min và Lee Jung-jae đóng. Thì Hwang Jung-min vào vai In Nam, một tay sát thủ đã giải nghệ, và Vui do Park Jung-min đóng đã gặp nhau tại Thái Lan để tìm kiếm đứa con gái bị bắt cóc mà In Nam chưa một lần được gặp mặt. Cuộc chạy đua với thời gian này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi cả hai phải đương đầu với một sự bám đuổi gắt gao từ Ray do Lee Jung-jae đóng, và tên đồ tể máu lạnh truy sát In Nam sau khi biết rằng anh trai mình đã bị giết hại. Ray quyết tâm đòi lại món nợ máu này bằng mọi giá. Thế thì sao? Ban đầu em cũng muốn đi xem phim này, em thấy em rất là thích Hwang Jung-min, nhưng mà em xem trailer với một số đoạn kết thì em thấy nó quá là chân thật, kiểu là bạo lực rất là máu me, vũ khí này nọ được thể hiện rất là nhiều, thì không phải là cái kiểu em thích lắm. Em sẽ không xem. Nhưng mà chắc nhiều người thì lại thích kiểu đó. Và phim này ở bên Hàn là đứng đầu phòng vé rất là nhiều tuần. Như vậy thì chắc chắn là phim này hạn chế đối tượng khán giả dưới 18 rồi, và cũng không biết là sẽ có đoạn nào bị cắt hay không. Nhưng mà Kim Thanh nghĩ là ai mà yêu thích điện ảnh Hàn Quốc chắc chắn là sẽ ra rạp xem phim này. Ngoại trừ Hwang Jung-min thì Lee Sung-jae cũng là một tên rất là nổi tiếng. Về bộ phim Ác quỷ đối đầu có tựa tiếng Anh là Deliver Us From Evil, thì đây là một bộ phim của đạo diễn Hong Won-chan. Thì mình biết đến đạo diễn này là khi mà anh viết kịch bản cho Confession of Murder, tức là lời thú tội của kẻ sát nhân. Thì sau đó phim này đã được Nhật Bản remake lại. Nói về bộ phim này thì thực sự mình nói là đây là một bộ phim nha, xem rất là dễ chiếc. Kịch bản thì thực sự không mới, cũng là câu chuyện về một anh sát thủ đi giết một đối tượng, xong rồi là bị người thân của đối tượng đó truy lùng mình, và giữa đây xảy ra rất là nhiều câu chuyện khác nhau, cũng khá là nhân văn. Phim thì đầy đủ màu phim của Hàn Quốc luôn, có drama, có nước mắt và một đoạn kết rất cảm động. Thì đó là về câu chuyện. Còn cái phần mà thật ra sướng nhất khi mà xem bộ phim này, đó là phần hành động và phần quay phim. Thật sự phần hành động phim này làm rất tốt, xem rất là thật luôn. Là mình nhớ đến một bộ phim là The Night Come For Us của Indonesia hay là The Ray. Thì những cái màn cận chiến phim này làm rất là đẹp và đã mắt. Ngoài ra thì phần quay phim của bộ phim này cũng cực kỳ đẹp, góc quay rất sáng tạo luôn. Và người làm nên cái phần quay phim của bộ phim này là nhà quay phim Hong Kwin-bo. Ông cũng là người đã đồng hành cùng đạo diễn Bong Joon-ho trong các bộ phim của anh như là Ký sinh trùng hay là Mother hay là Chuyến tàu băng giá, và còn có cả phim Burning. Và ngoài ra thì bộ phim này còn có sự góp mặt của hai ngôi sao phòng vé của Hàn Quốc là Hwang Jung-min và Lee Jung-jae. Thật sự mà nói đây là một cái phim coi mà cực kỳ đã luôn. Và mình rất là thích cái màu phim này. Cái màu phim của mình nó là một cái màu vàng, giống như trong bộ phim Viễn Tây của bên Mỹ á. Nhưng mà cái màu vàng này là không phải là một cái màu vàng buồn ngủ, mà là một cái màu vàng nó cho người ta cảm giác căng thẳng, giống như cái nội dung của bộ phim vậy. Mình nghĩ đây là một bộ phim rất là đáng xem ở ngoài rạp vào thời điểm này luôn. Nếu mà bạn thích những cái phim hành động nảy lửa này kia thì đây là một lựa chọn rất là sáng suốt luôn. Gần như toàn bộ thời lượng trong phim đều có phần hành động và phần hài hước trong bộ phim.
phim này cũng được làm rất là tốt luôn. Nó làm cho cái nhịp phim nó nhịp nhàng, mình không bị quá căng nhưng mà mình rất là tập trung vào bộ phim luôn, và nó có những cái miếng hài rất là duyên dáng. Trên 2 điểm 10 thì mình cho bộ phim này 7 điểm rưỡi trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Và đây cũng là bộ phim Hàn ăn khách nhất tại Hàn Quốc trong mùa dịch năm nay, và đã vượt qua Peninsula, tức là Train to Busan phần 2, với 3,8 triệu khán giả. Và chúng ta sẽ đến với một cái bộ phim mà rất dễ gây nhầm lẫn với cái phim mà chúng tôi vừa đề cập, tại lúc nãy là Ác Quỷ Đối Đầu, còn phim này là Đối Đầu. Thì phim này là cũng là thuộc thể loại hành động luôn, nhưng mà lại xoay quanh đội lính đánh thuê do một cái nhân vật có tên là Derek Mueller đảm nhiệm. Và cái đội lính đánh thuê này có nhiệm vụ là giải cứu con gái của ông trùm tập đoàn công nghệ do Bruce Willis đóng, thoát khỏi âm mưu độc đoán của một kẻ rửa tội. Cái nội dung phim này thì nó rất là bình thường. Kim Thanh chỉ hơi mắc cười là vì bộ phim thuộc thể loại hành động và muốn mời một tên tuổi kể như là cũng có một cái dấu ấn ở trong cái lĩnh vực đó, cho nên là mời Bruce Willis đóng, mặc dù bây giờ ông đã già. Nhưng mà nếu mà đã mời ông đóng vào cái vai đó thì nên chuyển thành cái tập đoàn gì đi? Tại vì tập đoàn công nghệ mà để ổng là anh hùng cơ bắp từ xưa giờ để làm chủ tập đoàn đó, nghe nó bị sai sai á. Giống như hồi trước có cái phim Hacker mà để cho nhân vật của Thần Sấm Tho đóng á. Thọ có xem phim đó không? Em có nhớ, không nhớ tên đó, em có xem. Ảnh đóng vai hacker trùm công nghệ mà hồi nào cũng cơ bắp cuồn cuộn sáu múi. Cảm thấy nó sai quá, sai. Em nghĩ có thể đây là một phim có kinh phí không cao, một bộ phim hạng bảng B thôi. Bruce Willis thật ra từ xưa em coi Bruce Willis lúc mà hồi nhỏ thì cũng là đóng những phim hạng B thôi, mà do là anh đóng quá nhiều những cái phim giống như vậy tạo thành một cái dấu ấn luôn, cho nên không, thật sự là Bruce Willis đã rất nổi tiếng với loạt phim Die Hard. Dạ, đó là tức là sau ý là sau này đúng không, khi mà anh ổng đã tạo được cái dấu ấn của ổng trong những cái phim hạng B rồi thì ổng mới lên những cái phim kia. Thật ra là Kim Thanh nghĩ cái trường hợp của Bruce Willis cũng như một số trường hợp khác á, đã rất là nổi tiếng với những cái phim mà hành động kiểu như vậy đó, thì khi mà họ về già rồi thì đâu còn cơ hội để đóng vai chính của những cái phim khác đúng mà rồi. Để cho những cái thế hệ sau, cho nên họ bắt buộc là phải nhận đóng những cái vai như thế này. Chúng ta cũng có thể thấy là Liam Neeson á, sau khi cái phần mà quay trở lại của ông với Taken á, thì sau đó ông cũng đóng một loạt các phim tương tự như vậy, các phim hạng B, tại vì cái độ tuổi đó rất là khó cho những cái vai chính mà cái kiểu kia được. Và phim này thì cũng hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Và bộ phim sau cùng ra mắt tại các rạp là bộ phim Đầu Gấu Bắc Cực Kỳ Nghỉ Vui Nhộn. Tiếp theo phần 3 rất là vui nhộn, thì lần này chú gấu Nom và gia đình sẽ lên đường đi tìm lại chiếc vương miện của mình đã bị đánh cắp ngay trước thềm lễ hội ánh sáng. Chuyến đi như một kỳ nghỉ của gia đình này hứa hẹn sẽ mang đến những tràng cười ngất ngây khi mà Nom phải đau đầu với những màn nghịch ngợm của ba chú gấu con. Đây là phim hoạt hình hay là phim... Phim hoạt hình. Phim Đầu Gấu Bắc Cực thì cũng có một chút tên tuổi rồi, cũng được các bé yêu thích, cho nên mới tới cái phần thứ 3 như thế này. Và trong một tuần mà 4 phim, hết 3 phim không dành cho khán giả dưới 18 và đều thuộc thể loại hành động, thì cái phim này chắc nó rất là trái ngược khi mà nó vừa là phim hoạt hình mà vừa là độ tuổi nào cũng coi được, mà cái nội dung của nó cũng rất là đơn giản. Kim Thanh thấy là bây giờ các bé mà cũng chuẩn bị đi học lại rồi, cho nên là cuối tuần này cũng kể như là thôi, tranh thủ cho các bé đi thư giãn đi, là chuẩn bị qua những ngày sắp tới thì chúng ta sẽ gọi là sao nhỉ, chiến đấu bắt đầu một năm học trường kỳ. Vâng, và hy vọng là với những cái phần chia sẻ vừa rồi, mặc dù là chúng tôi cũng chưa có điều kiện đi xem những cái bộ phim ra rạp của tuần này, nhưng mà mong là những cái thông tin căn bản từ chúng tôi, thì bởi vì chúng tôi cũng theo dõi cái mảng này khá là lâu, cũng biết những cái thông tin liên quan đến cái diễn viên, đạo diễn cũng như là nội dung phim, thì ít nhiều cũng giúp cho quý vị là hiểu thêm những cái bộ phim này và giúp cho quý vị chọn lựa được một bộ phim phù hợp với mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại trong chương mục Sáng Mai.